kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang đứng trước mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với quý vị. Thì dẫn như ngày nào Duy Minh đều vào bên trong đây tại mộ của chú để chia sẻ những cái khoảnh khắc buổi sáng nay có những cái điều gì mở lạ hay không. Thì và sau đó thì thắp hương cho tất cả bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước đã gửi cho Duy Minh những cái nén hương lòng. Thì Duy Minh tin rằng những cái nén hương đó Duy Minh sẽ khẳng nguyện và cầu xin để cho các vị các ngài thổ thần thổ địa đang chứng nhận tấm lòng của tất cả bà con cô bác để cầu nguyện cho chú được giảng sanh về miền cực lạc. Thì trước khi vào bên trong thì Duy Minh xin quay xung quanh khung cảnh ở bên ngoài cho tất cả bà con cô bác. Thì hướng bên kia đó là một cái nhà chờ của chú vị, cách khoảng 80 mét thôi. Đó là cái nhà chờ mà ở đó thì có toilet nè, bàn ghế rồi ở nơi đó, để ở bên dưới đó, thì có toilet cho tất cả bà con khi mà ở xa đến đây thì vẫn được đi vệ sinh heo của chú chị. Đó, một số bà con khi mà đến đây nè, nhiều khi bà con không biết á, Duy Minh điều trị qua bên đó chú chị. Thì bên trong á thì có thể thấy nè bà con cô bác chưa có thấy ai hết quý chú chị ơi. Thì có đèn cầy đang cháy và rất là ấm áp luôn. Hết ồn vậy. Ủa quý chị à, ồn mấy cái nhang này sao nó rớt xuống đây hết rồi ta. Nhang này chắc dừ quá, mình phải đem vào bên này bớt của chú chị à. Em vào đặt bên đây chứ quá tài nhang bà con, phải nói là tấm chương trình của tất cả bà con của bác rất là quý luôn. Tại vì mình đi một vòng xung quanh coi kiểm tra như thế nào với chú chị. Cô thì vẫn là tôm tắt với chú chị, không có điều gì xảy ra nha. Cho đến giờ này thì Duy Minh cảm thấy được là tấm chương trình của bà con cô bác lúc nào cũng là yêu thương ủng hộ cho Duy Minh cũng như là chú ha. Thì hôm qua thì có cái chữ Vũ Linh ở chính giữa mà hôm nay thì nhìn không ra luôn của chú chị. Hôm nay thì có bên nhiều bà con cô bác đó, đem hoa tới nè, cho nên là đã để vô đây và nó không có còn theo cái chữ nữa của chú chị. Mình hoa bên đây để xem bên đây coi cái của ai mà sao tự nhiên cây ấy ở đây mà lại cắm lên đây ta. Bài thơ này ở đây của cái chậu này để cắm thôi quý chị. Cái đây rồi.
bài thơ của bà gửi tớ. Đúng rồi, cô Minh Nga nè. Lâu lâu mình đọc là bài thơ này nghe cũng hay quá chú chị, để cho mình đọc lại ha. Vũ Linh ơi, ở Vũ Linh, sao em sớm bỏ trần gian về chờ bao nhiêu người sống trên đời. Thương em như thể người thân trong nhà, những lời em hát em ca, cả trẻ già trai gái đời đời khắc ghi. Chỉ có em thôi, có tài có đức lại có nhân, thương người như thể thương thân, âm thầm cứu giúp biết bao nhiêu người. Khi em đã xa rồi, mọi người mới biết em là nghĩa nha. Wow, một bài thơ của cô Minh Nga. Lâu lâu mình đọc là một lần, cảm thấy nó rất là tuyệt vời luôn quý vị chị. Còn đây là, đây, đứng nhìn bên này, ở đây là cái hoa lan, cái hoa lan rất là đẹp luôn quý chị, của chị Thảo Đỗ nè. Chị ở Canada nghe quý chú anh chị. Chúc chú Vũ Linh sớm về cội Phật. Cảm ơn chú đã gieo giống yêu thương trong lòng con từ lúc 11 tuổi. Chú là thần tượng số 1 của con 33 năm nay và sẽ mãi mãi về sau. Bên trong kia là một cái đóa hoa của là chị Lina Bình quý chú anh chị. Chị Lina Bình này là chia sẻ là khi là em của nhạc sĩ Hoàng Phúc đó, là trước khi mà chú nghỉ hát á, là chú qua bên Mỹ chú hát là lần cuối cùng, là nhạc sĩ Hoàng Phúc ở bang Cali á quý chú chị, ở Mỹ á, cổ nhạc Phương Nam ở bang Cali đã đờn cho chú hát, và đó là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Nhưng mà chị Lina Quỳnh này chị rất tiếc rằng là chị không có gặp được chú Du Linh, tại vì anh của mình gặp chú và tiếp xúc với chú rồi rất là nhiều, nhưng mà chị là em của nhà nhạc sĩ mà không gặp được, chị rất là tiếc, rất là buồn. Cho đến khi mà chú mà nghe tin chú mất đi á, chị rất là đau buồn luôn, chị tâm sự với là Du Linh là rất là nhiều luôn. Nên là gửi cho Du Linh mua mình cũng xin thắp một nén hương cái xong rồi sẽ ánh hoa ra.
vì mình cũng phải đi một vòng núi dưới kia, thắp cho tất cả bà con những nghệ sĩ xung quanh. Khi mà đi vô đây mình thắp thì thắp được anh hái quang nào anh, hái một quang này hả? Hoa này, quang này nó đẹp thiệt, nhưng mà em không thích quang hoàng, em thích hoa màu đỏ hơn. Tại vì em không thích cái màu này đó. Nói chung là màu cũng đẹp, nhưng mà tùy theo sở thích nha. Những người thích màu này, thích màu kia. Em thích màu hồng với màu đỏ hơn. Anh thấy không, anh mặc cái áo cũng là áo cam cam luôn nè. Anh nè, em mặc cũng thường thường hay là áo cam với áo đỏ đó, anh thấy không? Em đi làm hay mặc. Nói chung là đó, hoa nào cũng đẹp hết, nhưng mà cái sở thích của mình là cũng như mình không thích là nó không đẹp, còn cái gì mình thích là cái gì nó xấu cũng thành đẹp. Em thích màu đỏ. Ê, em mặc em đi làm mặc đồ đỏ với màu cam nhiều lắm, phải không? Nói chung là hoa nào cũng đẹp quý chú chị, nhưng mà cái sở thích mình không thích là kiểu như là không thích cho mấy, môi thật là nó sẽ không đẹp. Còn cái mình thích rồi, cái gì nó cũng đẹp hơn quý chú chị. Đó là mình nói thật cái lòng mình, chứ mình không có chơi khen gì hết ha. Nhưng mà cái hoa đó thì đẹp thiệt, nhưng mà đối với mình thì môi thật không thích cái màu. Còn cái hoa đó là rất là đẹp luôn. Chúng là xa mua vật kịch lại. Buổi sáng nào thì mình cũng đều tắt nắng luôn. Mình mua cô nghệ sĩ nhân thân như vậy. Mình xin kính lợi cô ha. Mình xin kính lợi hai chú Long Hồng. Sáng mỗi buổi sáng mình lại cắm cho chú cô rồi nghệ sĩ ở đây nè, mình cảm thấy nó là một cái thói quen luôn quý chú chị, cảm thấy là rất là vui và được thương cho là các cô chú ở đây nè, là mình cảm thấy là một như là người thân trong nhà mà đủ chú chị cho môi rồi. Thì sáng là buổi nào cũng như mình cũng đều thắp hương, khi mà mình đi mình cũng thắp, mình nói chung là mình bất cứ chỗ nào mình cũng phải, mình đi đến đâu mình cũng phải là không có hương thì mình thắp bằng cái hương lòng của mình. Mình niệm Phật mình thắp sáng, hoặc là mình đến chỗ nào đó mình cũng mua hương thắp của như vậy. Đó là cái điều vì mình còn luôn làm được. Tại vì mình nghĩ tin rằng ở đâu cũng có ông bà của mình, cũng như có các vị các ngài thần thổ địa ở nơi đó, thì mình cũng phải trình những vị thần thổ địa ở đó quý anh chị. Thì cũng như là mình làm ăn cái gì đó thì mình cũng phải giái đất đai ông bà đó. Sang chú đạo diễn Lê Văn Hoàng, cuộc đời này thì nó vô thường lắm quý cô chú anh chị ơi. Đời có sanh thì có tử, ai cũng phải về dưới đất mẹ Vĩnh Hằng thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa ở đây là mình mất làm sao, mình chết làm sao mà mình để ra cái tiếng thơm Nam Mô Phật đó, cho là bà con cô bác biết đến và lúc nào cũng là nhắc đến mình, yêu thương mình. Đó là cái điều mà khó có thể mà làm được của chúng chị. Vì vậy nên cho là mình cố gắng làm những cái gì mà mình có thể làm được để phục vụ cho tất cả bà con cô bác. Mình đang phục vụ ở đây cho bà con cô bác là mình đang làm một
cái tâm nguyện cũng như là hồi hướng cho là chú Vũ Linh của chương trình, cảm ơn thầy để cho chú được giảng sanh về miền cực lạc của chương trình. Tại ngày xưa lúc mà thời còn ở trên Hàng Giang á, Nam Mô A Di Phật, và chú cũng hay thường đi làm thiện nguyện, làm tất cả các việc Nam Mô A Di Phật mà nhiều khi chú không có là tiết lộ ra để cho bà con mình biết được. Thì ở cái chỗ đó cho nên là bà con rất là quý, một người mà làm những cái việc rất là thiện nguyện nhiều luôn. Nhưng mà quà ca hát nè, những cái lời ca tiếng hát đó là cũng là mang lại niềm vui cho tất cả bà con cô bác. Cho nên là bà con cô bác khi mà mất đi thì bà con cô bác rất là tiếc thương và nhớ lại những cái ăn đó, những ơn đó, những đó. Cái đó là khi mà một người nào đó ban cho mình một cái gì đó, niềm vui hay là vật chất gì đó, thì hay là tinh thần, thì điều đó là cái điều phước báo nha quý anh chị, chứ không phải giỡn đâu nha. Nam Mô Phật. Theo như mình nghĩ là đó là cái phước báo đó. Giống như là một người nào đó mà sống chung với mình hay như thế nào đó, hay là ở gia đình mà đem lại những cái buồn phiền cho mình, mà thay gì đó là đem lại những cái vui vẻ, đó cũng là một cái phước báo. Nam Mô Phật. Vì mình nghĩ là cái điều nó đơn giản như quý anh chị. Cho nên thời chú còn sống, chú đã đem rất là nhiều lời ca tiếng hát, lời ca tiếng hát cho bà con cô bác. Thì Duy Minh nghĩ đó là những cái phước báo của chú anh chị. Gì anh? Ý em đang nói là chú Vũ Linh ngày xưa là ổng còn sống nè, ổng làm rất là nhiều việc thiện và những cái đem lại những cái niềm vui, lời ca tiếng hát cho cô chú. Cho nên là cậu được là cô bác là cũng như là nhớ đến, và cho nên là đến đây để là thắp hương nguyện cầu cho chú. Rồi chúc xong nhưng mà chú quá. Tấm hình ngày qua ta trả rồi đó. À khi chị đó mang tới trả có chuyện một chút. Cho đem ra được là đem ra được là em gom cho ta chứ dễ gì. Không, nhưng mà cái thùng những cái chơi xong này sẽ mấy em cũng đỡ vô thùng á, có thùng nhỏ lắm mà chúng bà con đã chuyển nó lại.
ok. Hôm qua mới mua có 200 mấy hả chị? Dạ dạ, để chút xíu em mua nước sau cái này, để em mua nước với nước đá vô cho. Không, quả hổm là mua lậm vô hết mấy chục ngàn. Nhưng mà không, cái đó thì bỏ qua đi. Cái mớ nè. Ủa cái mớ này chị chuyển tiền cho em cũng biết luôn á. Chị ơi, chị ăn tối hả? Chị là em qua em mua hết 200 mấy rồi. Thì còn mấy trăm ngàn nữa không? Rồi, chứ mà quên là... Rồi ok chị. Dạ không có gì chị ơi. Dạ. Dạ ok chị. Rồi. Rồi chào chị ha. À, chị Như ra cái chị mà ấy à, cái chị mà à, mua kêu mua nước suối á, nước suối để cho bà con uống á. Thì hôm nay là Duy Minh dặn cái ông chủ đó, ông mua mấy chai nước lùng lùng mà nhỏ nhỏ quá chứ gì đó, đừng cho bà con uống cho nó vừa, chứ cái chai bự uống không hết đổ vỏ uống tội quá chứ gì. Mình qua đây luôn anh ơi. Bên kia mình dở ra luôn cái mình. Xong mình xếp cái lượng màu vô. Nó dễ. Thank you.
Thank you.
Sống như vậy. Cái buổi sáng này nó mát mình đó. Ca một còn ở dưới sức ca mình chạy một chút xíu rồi ca một chạy nước từ từ cái hoa này của chị Như đó của chị Trịnh mình lo nước cho nước cái này ra đây rồi là... ok tiếp cái xứ này của sư cô này của chị Trịnh đúng rồi sư cô của sư cô ở ngoài à. Quá đẹp luôn. Thấy gì mà đẹp ghê á. Họ có gì là lâu càng lắm nha. Còn mà đẹp cái gì
thấy gì mà đẹp. Con nên lỡ từ tứ mùa mà. Con bán mà bán. Con này xương con. Tứ gì á chút xíu có mấy bạn nghĩ là tứ nữa à, đi hàng vô tứ tiếp chiếu à quý anh chị, đặt chiếu này nhìn vào đâu rất là ngon lành luôn quý chú chị ạ, nhưng mà cũng rất là tâm tắc luôn rồi. Để kiểm tra lại cái nữa rồi thì mình sẽ kết thúc video của chú chị. Video đến đây cũng khá là dài quý chú chị ạ, nhưng mình xin kết thúc tại đây thôi. Mà con để nhớ để lại ý kiến bình luận và cho Duy Minh một like, một chia sẻ hay quý chú chị. Xin chào bà con, buổi sáng rất là tâm tắc, đến đây là rất là dài à. Thì mình sẽ tắt vào phòng phủ với anh em ship. Rồi lại lần nữa luôn quý vị.